Dạ, tiệm sắt Gia Phát. Em xin kính chào tất cả các anh chị em và mọi người quý cô bác. Hôm nay giới thiệu tới mấy anh em chị em và mọi người cùng quý cô bác mẫu xe nâng 2 cấp, xe nâng chế 2 cấp. Xe này sử dụng hoàn toàn bằng bình ắc quy 12V. Sử dụng bình ắc quy cho xe này là bình 60A, bình khô, bình GS. Và xe có tích hợp bộ phận tiến lùi. À, xe này là bán tự động đứng lái nâng hạ. Và xe này tụi em sơn màu xanh dương biển. Xe tích hợp có một cặp kèn và một cái sàn lót để đứng. Và bây giờ em sẽ thao tác chạy xe trên nền đất vỉa hè. Đây là cái nền vỉa hè và em đang di chuyển xe ra ngoài để thao tác cho quý vị xem. Đây là mẫu xe nâng chế. Xe nâng chế xài bình ắc quy 12V, động cơ tời, lực nâng 300 kg. Xe này có tích hợp remote không dây để cho mọi người có thể thuận tiện trong việc thao tác. Như em đây là em đang bấm remote không dây đứng trên cái sàn và tự mình điều khiển. Ở cái cấp đầu tiên xe lên hơi chậm. Tuy nhiên cấp này xe có lực nâng là khoảng 400 kg. Và cấp thứ hai sẽ nhanh hơn một chút. Ở cấp thứ hai này thì lực nâng nó là 300 kg. Với cái dòng bình 60A bình khô thì mọi người có thể sử dụng vài ngày mới sạc lại một lần. Tuy nhiên nếu như sạc ít thì có thể là 1 tuần. Còn như mình xài liên tục, xài nhiều thì có thể bình này là một ngày mình sử dụng xong thì tối lại mình sạc và sáng mai mình lại sử dụng tiếp. Theo xe thì em luôn tặng một cái bộ sạc tự động. Sạc tự động là khi sạc đầy bình thì sẽ tự động ngắt. Xe này có chiều cao là 1m75 và chiều cao nâng được là 2m50. Tuy nhiên xe này đo ra là 2m55. Ở cái chiều cao này thì cái size số của xe này rất dễ trong cái việc thuận tiện di chuyển trong nhà. Chiều cao không vượt quá những cái cửa ra vào cho nên mọi người có thể đẩy xe trong nhà di chuyển cũng khá là dễ. Bây giờ em đang thao tác tiến lùi cho mọi người xem. Hiện tại là tụi em đang chạy trên nền đất vỉa hè. Xe cũng chạy không có phải là quá khó khăn, cũng không có vướng ngại vật nhiều cho nên xe vẫn chạy rất êm. Ở trong trường hợp này thì xe em đang ở cái thế nâng thằng em nó khoảng 80 kg. Thì ở ở ở trong và em nữa là 61 kg nữa thì nó chạy ra là 150 kg, nó đang di chuyển rất là ok luôn. Xe có bộ phận tích hợp một cái công tắc lên xuống ở trên xe. Đây là công tắc thứ hai. Khi nào mình muốn nâng hạ thì mình bấm công tắc này. Tiệm sắt Gia Phát, em xin cảm ơn quý bà con cô bác thời gian qua đã theo dõi kênh, và không quên đăng ký kênh cho tiệm sắt. Cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của mọi người dành cho tiệm sắt Gia Phát. Tiệm sắt sẽ tiếp tục giới thiệu tới mọi người những cái mẫu xe
cải tiến, biên bản cải tiến cũng như những cái phiên bản mà khách hàng đặt ở bên tiệm sách và tiệm sách sẽ giới thiệu cho mọi người xem. Rất là cảm ơn mọi người rất là nhiều, yêu thích kênh cho tiệm sách một cái like, một cái đăng ký kênh, ủng hộ tiếp tinh thần của tiệm sách Gia Phát nha mọi người. Và một lần nữa thì tiệm sách giới thiệu lại, đây là xe nâng 2 cấp. Xe nâng 2 cấp có chiều cao xe là 1m70 và chiều dài xe là 70, càng dài 75 và rộng là 70. Lực nâng là 300 kg, tầm thấp sẽ được 400 kg, còn nấc thứ hai thì sẽ được 300 kg. Theo xe là bình ắc quy tời và một bộ sạc tự động. Mọi người theo dõi video sẽ nắm rõ hơn về nhiều chi tiết của xe. Dạ. Và đây là cái video mà lúc mà tiệm sắt chưa có sơn xe, thì ở video này là chú Ba Gác lên chú thử xe, chú thử các kiểu luôn nha mọi người, chú thử xem động tác thao tác có dễ sử dụng không á. Ở vị trí mà cái người sử dụng chưa có sử dụng qua bao giờ, mà khi khi lên thao tác chiếc xe cảm thấy nó đơn giản, nó dễ, thì chiếc xe đó là đạt yêu cầu rồi đó mọi người. Gạt tới luôn Dạ. rồi chú. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Chú gạt tới luôn á, cái cần số á. Chạy vào gác giết rồi đâu.